Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Hãy cùng chào đón các thí sinh tươi trẻ và rạng rỡ của bước nhảy ra cơn. Nhà thiết kế Đặng Kiến, Nga Nguyễn. Vận động viên Dance Sport Thái Sơn. Diễn viên kịch nói Thùy Trang. Ca sĩ Ngà Cân Xuân Lộc. Cô nuôi dạy trẻ Mai Trang. Cựu vận động viên judo Ngọc Khánh. Cô gái duyên dáng Ngân An. Thầy giáo vật lý Lộc Vượng. Và hết giờ Tô Tô. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân Dance Your Fat Off. Chúng ta ngay bây giờ hãy chào đón ba nhân vật đến từ quả cầu bí ẩn kia. Thưa quý vị, ban giám khảo. Giám khảo John Quinton. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và giám khảo khách mời của tuần này, thưa quý vị, ca sĩ Nu Phước Thịnh. Hôm nay dàn giám khảo của chúng ta có cả ba anh đẹp trai. Thiệt là khó xử cho các bạn fan nữ. Không biết là phải có bao nhiêu hơi sức để có thể la lên, thét lên để tỏ lòng cuồng si cho ba chàng trai này. Các bạn nghĩ ai là người đẹp trai nhất ạ? Ok, cảm ơn các bạn. Bên này thì Nu Phước Thịnh, người thì Đàm Vĩnh Hưng, người thì John Huy Trần. Vâng, các bạn sai hết. Tôi đẹp nhất. Yeah. Và mọi người có biết không là người mà đang yêu á dễ mập hơn là người không yêu. Nu, em tự tố cáo mình hả? Em đâu có đang yêu đâu anh. Sao em đang giảm lên? Cân mà. Mập là do uống thuốc. Uống thuốc sốt á, nó giữ nước thì mập thôi. Tại sao phải sốt? Người ta hay nói là yêu nhiều ốm, ôm nhiều yếu. Em sốt là do em yêu, đúng không? Có vẻ rất thích thú với câu chuyện này. Chúng ta quay trở lại với chương trình. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stay?